Bộ quy tắc này chỉ đưa ra chúng ta những cái tiêu chuẩn, những cái định hướng để chúng ta sử dụng mạng xã hội. Còn khi chúng ta sử dụng mạng xã hội mà vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ chúng ta có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Điều này khiến cho nhiều người thắc mắc rằng nếu vi phạm một trong những nội dung của Bộ quy tắc ứng xử này thì có bị xử phạt hay không? Chương trình Pháp luật và Công đoàn đã mời luật sư Nguyễn Thành Trung, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Sơn tư vấn và giải đáp những thắc mắc này. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành quyết định số 874 ngày 17 tháng 6 2021 ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Theo đó sẽ có 3 nhóm đối tượng áp dụng gồm: một là cơ quan nhà nước, cán bộ, công viên chức, người lao động đang công tác trong các cơ quan nhà nước mà có sử dụng mạng xã hội. Đối tượng thứ hai là tổ chức cá nhân khác sử dụng mạng xã hội và đối tượng thứ ba là nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam. Trong bộ quy tắc ứng xử này có 4 quy tắc chung chúng ta cần phải nhớ. Quy tắc thứ nhất đó là quy tắc tôn trọng tuân thủ pháp luật. Theo đó phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức. Quy tắc thứ hai là lành mạnh, tức là hành vi ứng xử trên mạng xã hội phải phù hợp với các giá trị đạo đức văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Quy tắc thứ ba đó là an toàn bảo mật thông tin, theo đó phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn về an toàn và bảo mật thông tin. Quy tắc thứ tư đó là quy tắc trách nhiệm, theo đó thì phải chịu trách nhiệm về hành vi ứng xử của mình trên mạng xã hội, phối hợp với các cơ quan chức năng để mà xử lý các cái hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật. Đáng chú ý là bộ quy tắc ứng xử này khuyến cáo các cá nhân, các tổ chức là khi mà chúng ta sử dụng mạng xã hội thì phải sử dụng tên thật, chỉ chia sẻ những thông tin chính thống có nguồn tin cậy, có những hành vi ứng xử phù hợp với các giá trị về đạo đức văn hóa của dân tộc Việt Nam, không được sử dụng các cái từ ngữ gây thù hằn, kích động bạo lực, phân biệt giới tính, phân biệt vùng miền, phân biệt tôn giáo và dân tộc. Bộ quy tắc này chỉ đưa ra chúng ta những cái tiêu chuẩn, những cái định hướng để chúng ta sử dụng mạng xã hội. Còn khi chúng ta sử dụng mạng xã hội mà vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ chúng ta có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu như hành vi của chúng ta bị xử phạt hành chính thì sẽ bị xử phạt theo nghị định số 15/2020. Còn nếu như việc đưa thông tin sai lệch lên mạng xã hội là nhằm xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm danh dự của người khác thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh làm nhục người khác theo điều 155 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017. Còn nếu như người nào bịa đặt tuyên truyền những thông tin mà biết rõ là sai sự thật lên mạng xã hội nhằm xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân khác thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm về tội vu khống theo điều 156 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017. Ngoài ra, nếu như người nào lợi dụng các quyền tự do dân chủ, trong đó có việc sử dụng mạng xã hội một cách trái quy định của pháp luật nhằm mục đích là xâm phạm tới lợi ích của nhà nước, xâm phạm tới quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức khác thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 331 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017, và mức án cao nhất cho tội danh này lên đến 7 năm tù giam. Do đó, chúng ta hãy cùng nhau tuân thủ các quy định được hướng dẫn trong bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội để chúng ta sử dụng mạng xã hội một cách hữu ích, tuân thủ pháp luật và tôn trọng nhau. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thành Trung. Nếu bạn đọc còn có những thắc mắc về các vấn đề pháp lý diễn ra trong cuộc sống, xin mời hãy gửi câu hỏi về chương trình theo địa chỉ pháp luật và công đoàn@gmail.com. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.